Xin chào tất cả anh chị. Ở trong video ngày hôm nay thì Dũng dẫn dắt các anh chị là một cái tuyệt chiêu là mình che giấu trạng thái đã xem ở trên Facebook. Thì khi mình chat Facebook với bạn bè ấy, thì khi tin nhắn được gửi đi thì bạn bè xem ấy, thì Facebook nó sẽ hiện lên thông báo. Nếu mình dùng Facebook tiếng Việt ấy, thì nó sẽ thông báo là đã xem. Nếu mình dùng ngôn ngữ tiếng Anh ấy, thì nó sẽ thông báo là từ xem hoặc là cái biểu tượng là dấu tích. Thì cái trạng thái đã xem ấy, thì nó như cái trạng thái này mọi người này. Nó hiện chữ đã xem này, thì nhiều lúc ấy nó tạo cảm giác rất là khó chịu. Ví dụ mình không muốn đọc cái tin nhắn ấy chẳng hạn, mà khi vô tình mình check qua thì nó sẽ báo trạng thái đã xem này. Thì là ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ hướng dẫn mọi người là tắt cái trạng thái đã xem này đi. Thì đầu tiên là rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên là mọi người vào Google này, xong mọi người gõ cái tên ứng dụng là Multitool for Facebook này, xong mình gõ vào Google này. Xong ở cái đường link đầu tiên nhá là chrome.google.com thì mình click vào. Anh chị chọn là thêm vào chrome này. Xong chọn là thêm tiện ích. Như vậy là chỉ sau khoảng 5 giây thôi thì là cái ứng dụng này đã cài đặt thành công. Và đây là cái giao diện chính của cái ứng dụng này. Thì bây giờ mình sẽ tắt bớt những cái không liên quan lên này. Đây thì ở đây mọi người chú ý đến cái phần là có tính năng là đã xem này. Đây mọi người click vào cái nút là unsend này. Mình click vào đây. Ở đây mọi người bật cái nút này lên là được. Đây là cái trạng thái là khi chat ở trên Facebook này, mình block trạng thái đã xem và cái dòng trả lời thì mình bật cái nút này lên là xong. Thì cái điều kiện ấy là anh chị phải đăng nhập sẵn cái tài khoản Facebook ở máy nhá, và mình cài đặt cái ứng dụng này thì chỉ cần mình bật cái nút này lên là đã thành công rồi. Thì ok, thì Dũng xin kết thúc video này tại đây.